Rồi bật nữa nha. Chào anh em đã quay lại với Hiếu Siêu Ôm nha. Thì hôm nay vào mình mới lên Hà Nội rồi, thì hôm nay vào trời tối thì lại có một cái trò nghịch đó là đây, các bạn có nhìn thấy không? Đó, mình có chuẩn bị được quả bình ga này. Đó, quả bình ga chắc là các bạn cũng biết đây là gì đấy. Đó, và có vài quả bóng bay. Đây là có mấy quả bóng bay con. Đó, đây là còn quả nến này nữa. Thì giờ mình sẽ chuyển sang là nghịch ngu nhá. Thì hôm nay là có video nghịch ngu, nhưng mà nghiêm cấm các bạn là đừng làm theo mình nhá. Mình nghịch thôi chứ đừng làm theo, mà có làm theo thì ra ngoài đường như mình ở đây. Ra hẳn ngoài đường to mà làm, chứ làm ở nhà cháy nhà bỏ mẹ đấy. Không ai cứu được đâu. Đó, và đây là có quả bình ga mình mới chuẩn bị được. Và này đổi một quả bình ga. Đó, và đây có đôi 4 6 7 quả bóng bay. Đây mình có 7 quả bóng bay. Đó, 4 quả xanh, một quả vàng, một quả hồng cánh sen, à quả da cam ấy. Hồng mộng mơ. Đúng rồi, hồng mộng mơ cánh sen đấy. Đó. Đây là mình có quả nến này, chắc là tí nữa là mình sẽ đốt nó lên để bơm khí ga vào quả bóng này. Đó, bơm khí ga vào quả bóng này. Và dùng cái nến này để nằm bục cái quả bóng để cho nó lổ. Cho nó hay các bạn. Đây là quả băng dính hai mặt để mình quấn cái băng dính vào đây này. Đó, xong rồi dính vào quả bóng bay cho nó an toàn nhá. Đây mình có chuẩn bị cái gậy tự sướng, nó vào độ khoảng 1 mét. À, đây, 1 mét đấy. Đây, 1 mét nữa là tay mình nữa, là cả tay mình nữa là rơi vào khoảng 1,5 mét. Đó, đây cái gậy tự sướng của mình này, đó khoảng 1,5 mét cho nó an toàn. Đấy, cho nó an toàn thân thể mình ấy, không thì nhớ nó bùng một phát lúc sau lại chọc đầu vào bố mẹ về hỏi sao hôm trước mày còn đầm nhiều tóc, hôm nay mày chọc đầu rồi thì toi. Đó, và đây là mình có được, đây mình có chuẩn bị được mấy quả bóng con, và đây này có quả bơm nữa này. Đó. Đó, bơm này. Đây là quả bơm bóng bay nhá. Cái này mình chỉ nha, em mình chắc là mình chỉ bơm được quả bóng con này thôi. Đấy, đó này. Đây, thấy các bạn thấy không, nổ to gớp đấy, đừng có đùa. Bơm cái loại bóng con lên nổ to gớp đấy. Chắc bơm quả to này không nhá. Hay à, ôi cái này không bơm được quả bóng to này, bóng to này không bơm được, chỉ bơm được nổ quả bóng con này thôi. Đấy, thì tí nữa mình sẽ bơm hết cái hết to quả này lên, xong rồi xịt ga vào để nổ thử nhá. Rồi, ok. Rồi, test quả đầu tiên thì mình khéo mình bơm cái ấy này vào thôi các bạn ạ. Đó, bơm quả bóng con này vào. Đó. Rồi, nghịch quả bóng con này trước nhá, xem là nó có nguy hiểm không. Xong rồi mình nghịch quả to kia. Nghịch quả to nó bùng một cái thì chết. Các bạn đừng làm theo nhá. Mình nhớ khuyên các bạn được không được làm theo mình nhá. Đấy. Má thật. Ôi, rét lắm các bạn ạ. Còn nguyên khí ga trong này này. Nó có đầy khí ga trong này đấy. Test quả thử quả đầu tiên nha. Đó, chơi quả con này trước xem nó như thế nào.
Đó. Rồi. Rồi đấy. Rồi. Đây cái bật cho mượn cái bật cái. Cái bật đây cho mượn cái này bật cái. Đó, ở nhà mình khui quả. Khui quả bóng ra. Khui quả ra. Đó, quay, quay đây. Đó, mình sẽ châm nửa cái ngọn đấy lên đây thôi. Để mình coi nào. Đó nhá, mình đã quấn cái băng dính hai mặt vào cái gậy rồi đấy. Đó, chấm vào quả bóng bay này. Quay vào quả bóng bay, quay vào quả bóng bay này. Quay quả bóng bay này. Đó, chấm vào quả bóng bay đó. Thấy không? Bạn có thấy không? Nó dính luôn vào này. Đó, đố thử xem nhá. Cái này mình phải... Ôi trời ơi, tắt bố mất đấy rồi. Quả này không thành công rồi các bạn. Ở đây thì mình làm thì bật nửa ga được, nhưng mà gió nó to quá nên là mình không bật được cái nến nhỉ. Đó đây này. Rồi. Mình bật nửa dùng bằng cái nến này, nhưng mà ở đây gió to quá. Đây các bạn nhìn xem cây này. Đó, quay lên cây. Đó, cây nhìn cây nó rung nhỉ. Đó. Đấy, gió nó to quá nên là nó không giữ được nửa, nên là khó đốt lắm. Giờ mình phải đi tìm một cái địa điểm nào ít gió hơn thôi thì mới đốt được, xem nó có thành công hay không. Như giờ không đốt được nửa thì đợi mình để đi tìm xem có chỗ nào để đốt được nửa không đã. Đi. Ok các bạn nhá, thì giờ mình phải đi kiếm một cái địa điểm khác rồi, vì đây này. Đó, các bạn thấy không, gió rung cây đấy, gió nó thổi mạnh quá nên là các mình phải đi kiếm một cái chỗ nào nó đỡ gió hơn để làm cho các bạn xem thôi. Chưa đây thì không làm được, không đốt được nữa. Bạn nhìn thấy tòa nhà này không? Đó, thấy quen không? Căng nam đấy. À, mình đang đứng ở căng nam đốt, nhưng mà gió hút ở cái tòa căng nam đấy, nó hút mạnh quá nên là không thể nào mà đốt được nữa. Nên là giờ phải đi kiếm một cái chỗ nào nó thoáng gió. Đấy, nhất là cái thoáng gió còn đủ ánh sáng, đủ lượng ánh sáng này để quay thôi, chứ không thì không quay nổi. Phải 15 phút ý, thì mình cũng đi kiếm được này. Đó, một cái đất trống này. Đấy các anh em thấy không? Đó, đây là đất trống luôn đấy. Đó ở đây, mình quay camera lại cho. Đó. Thổi quả bóng này lên. Rồi, để vay thôi. Để vay đốt cho nó sung. Đó. Đó, bơm. Đó,
Đặt máy quay đi, đặt máy quay đi. Đi về tự cắt à? Đó. Đấy nhá, mình đây, mình vào quả đầu tiên này. Còn ba quả nữa này, hai quả nhỏ, một quả to này nữa. Quả này mình sẽ làm quả to đùng, đó, thổi hết cỡ luôn, đấy, thổi hết cỡ lên, bơm vào bình ga này, phải làm một chục quả này nữa mới hết cơ, nhưng mà thôi, làm nốt 5 quả nữa. Bùng ghê phết nhở? mang bình ga, mang bóng bay ra giữa đường đốt. người ta đã đi đường này, người ta cứ nhìn thôi, đường hai thằng này làm cái gì người ta cứ nhìn thôi mà kệ người ta. Mình đã xin được quả nữa rồi. Trói nó lại đã. Trói con này khó quá. Đốt tiếp quả nữa nha. Đó, đốt tiếp quả nữa nha. Đó, bỏ lên bật ra. Bỏ cái bật nữa. Đây mình còn hai quả nữa này. Mình đốt hai quả nữa xong rồi. Về các bạn. Chói nó vào đã. Game out. Hey.
Sợ cái đếch gì. Mình quay ban đêm thì hình ảnh mặt mình lại hơi yếu, nhưng mà cái nửa quả bóng này nó lại đẹp. Đó. Mát lắm. Nó ga ra ấy. Nó cái này nó có thể đóng băng được nhá. Tay mình lạnh buốt luôn đấy. Đó. Đấy. Đóng băng, đóng băng luôn đấy. Cái gà này. À. Toàn khí gà các bạn. Nổ bố rồi. Thôi vậy mình còn có nốt quả cuối thôi các bạn. Quả kia nó xịt nó nổ mất rồi. Quái mình bơm nhiều ga quá, nó bị ấy sao ấy. Nó bị giãn kia bóng bay ấy. Còn vừa nãy nó mình bơm nhiều ấy quá nó bị giãn. Còn này mình lên ạ. Đó, vậy thôi. Bơm nhiều ấy, nhìn cái tuyết nó đóng vào quả bóng này luôn đấy. Buộc được. Mang. Rồi quả cuối nhá. Quả cuối chắc là xin chào anh em đấy. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em lần sau ấy. Ok, bắt đầu. Đen thật anh em ạ. Vậy là chỉ đổ được mấy quả nhỉ? 3 quả thôi anh ạ. Còn 2 quả cuối mình nó sao ấy? Chắc là mình nhiều ga quá, nó mình bơm nhiều ga có nó bị mỏng quả bóng rồi sao ấy. Mình đã động cái gì đâu. Đấy, cầm vừa nãy các bạn có nhìn không? Mình cầm nguyên trên tay mà nó cũng tự nổ luôn. Ôi giời. Ôi thôi. Đấy, vẫn còn ga này, vẫn còn ít đấy, nhưng mà thôi chắc là hết bóng rồi. Hết sạch bóng rồi thì chắc là xin chào anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của mình và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau thôi. Bye, xin chào tạm biệt.